Hi, xin chào tất cả các bạn, các anh chị. Mình là Nghĩa Nguyễn Trọng Nghĩa, ở tại chung cư Trần Quang Diệu, phường 13, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Là đầu tiên mình chúc tất cả các bạn, các anh chị được nhiều sức khỏe, được nhiều niềm vui và luôn luôn hạnh phúc trong cuộc sống nha. Và hôm nay mình tiếp tục giới thiệu với các bạn, các anh chị về một vài cái em xe giá mềm bình dân ha. Rẻ chắc không còn gì rẻ hơn nữa, bởi vì nó cũng dù gì là một cái xe chúng ta có phương tiện có thể đi tới đi lui được mà giấy tờ đầy đủ đàng hoàng thì là ok rồi. Nhiều khi nó không có đẹp thôi, nhiều khi mình ngại sợ các bạn các anh chị khác nói sao rồi xe nó cũ quá, nó xấu quá. Nhưng mà xin thưa với các bạn các anh chị, nó hơi cũ, nó hơi xấu, nhưng mà đối với những người mà lao động thì đôi khi chỉ cần có cái phương tiện là cũng là quý rồi, miễn sao nó đi đến nơi về đến chốn. Và chiếc xe đầu tiên mình muốn xin giới thiệu với các bạn các anh chị đó là một chiếc xe Yamaha này là Yamaha Jupiter. Chiếc xe Yamaha Jupiter này là chiếc xe Yamaha Jupiter Hàn Quốc nha các bạn. Và với chiếc xe Yamaha Jupiter Hàn Quốc này, thấy em nó xấu xấu chành chành với chiếc chạy cũng ngon. Và với chiếc xe này thì mình mong muốn mình bán với giá là 2.200.000 2.200.000. Rồi, mình xin cảm ơn. Và qua chiếc xe kế nữa là cũng là một chiếc xe Yamaha, nhưng mà em nó là tay ga, đó là Yamaha Mio, Yamaha nhỏ nhắn xinh xắn. Yamaha Mio này thì chiếc xe Yamaha Mio này nhỏ nhắn xinh xắn nhưng mà rất là khỏe, rất là mạnh nha các bạn. Và với chiếc xe này thì mình mong muốn bán với giá là 3.600.000 3.600.000. Rồi, xin cảm ơn. Mặc dù các bạn các anh chị thấy em nó mềm mềm, giá tiền nó rẻ rẻ nhưng mà đầy đủ giấy tờ hết nha các bạn. Và kế nữa là một chiếc xe Yamaha đời sau, đó là chiếc xe Yamaha Mio Ultimo, bánh mâm thắng đĩa đời sau của chiếc xe Yamaha Mio nhỏ. Và với chiếc xe Yamaha Mio Ultimo này thì em nó mang biển số 59U121029 và máy móc thì rất là êm. Và với chiếc xe Yamaha Mio đời sau này thì mình mong muốn bán với giá là 5.500.000 5.500.000. Rồi, mình xin cảm ơn. Và kế nữa là mình muốn xin giới thiệu với các bạn các anh chị chiếc xe Yamaha Suzuki Hayate. Chiếc Suzuki Hayate màu nâu. Bánh mâm thắng đĩa này, tem hoa văn này cũng rất là đẹp, cũng còn khá là sạch sẽ. Và với chiếc Suzuki Hayate này màu vàng đồng nâu gì đó thì chiếc xe này Suzuki này thì mình mong muốn mình bán với giá là 5.900.000 5.900.000 nha các bạn. Rồi, và đồng thời nữa cũng là một chiếc Suzuki Hayate màu đỏ đen, còn rất là mới, rất là đẹp. Màu đỏ đen thì mình thích hơn đó, Suzuki Hayate màu đỏ đen, bánh mâm thắng đĩa luôn, còn rất là mới. Và với chiếc xe Suzuki Hayate này các bạn, các anh chị có thể đi xa rất là ok. Em nó mang biển số 59D127429. Chiếc xe Suzuki Hayate này là nói chung là Suzuki á, là thường là những cái xe nó gắn liền với chất lượng nên chiếc xe này đi rất là mạnh, rất là khỏe và rất là bền nha các bạn. Nó chắc lắm, đi chắc lắm, chắc chắn luôn á. Và với chiếc xe Hayate này thì mình mong muốn bán với giá là 6.600.000 6.600.000. Ơi lộn, thôi kệ lộn rồi, thôi lỡ rồi, nó là 6.900.000 nè, nhưng mà bán 6.600.000 luôn. Rồi, và kế nữa là mình cũng xin giới thiệu với các bạn các anh chị chiếc xe Honda Ly. Chiếc xe Honda Ly màu đỏ đô này rất là phù hợp với các bạn nữ. Chiếc xe Honda Ly này cũng còn rất là đẹp, rất là mới, rất là mới và rất là đẹp. Honda Ly cái này được có cái là có FI phun xăng điện tử và luôn có cái thùng to thật to để chúng ta đựng được rất là nhiều đồ nha các bạn. Và với chiếc xe Honda Ly này thì mình mong muốn bán với giá là 11.200.000 11.200.000. Cái ly này là đời 2013 luôn. Rồi, mình xin cảm ơn. Và kế nữa là mình cũng xin giới thiệu với các bạn các anh chị chiếc xe này là chiếc xe Honda A-Velux. Đây là chiếc xe Honda A-Velux còn rất là mới, bánh mâm đen, dàn áo đỏ bạc tuyệt đẹp luôn. Xe còn rất là mới luôn. Và với cái chiếc xe Honda AB này, nếu các bạn các anh chị nào mà
thích cái mẫu này thì đây là một cái lựa chọn rất là đáng cân nhắc, bởi vì em nó rất là đẹp, rất là mới luôn. À, và chiếc xe này là một chiếc xe Honda B đời 2011, có hệ thống phun xăng điện tử FI và mang biển số là 59S2 54146. Và với chiếc xe Honda AB này thì mình mong muốn bán với giá là 18 triệu nha các bạn. Rồi, mình xin cảm ơn. Và ngoài ra thì có những cái chiếc xe xe số mà bền, nồi đồng khối đá giống như chiếc xe quay RS này. Đây là chiếc xe quay RS bánh mâm bánh đĩa, rất là bền, cày rất là tốt, đi cày vô tư luôn. Xe này đi cày số 1, em này thì mang biển số 59Y1 56564. Và với chiếc xe quay RS, quay RS này thì mình mong muốn bán với giá là 9.700.000, 9.700.000 nha các bạn. Rồi, mình xin cảm ơn. Và kế nữa là một chiếc xe Honda Supreme. Đây là chiếc xe Honda Supreme màu nho. Đó. Đồ bạc còn zin luôn. Đó, một cái xe Honda Supreme. Đó, xe Honda Supreme này. Em nó mang biển số là 53R7 0868. Và với chiếc xe Honda Supreme này cũng còn rất là mới, rất là đẹp. Thì mình mong muốn mình bán chiếc xe này với giá là 20 triệu nha các bạn. Rồi, cảm ơn. Và sau Supreme đó là một chiếc xe Honda Rim 2 Thái tem lửa 7 số. Đó, Honda Rim 2 tem lửa 7 số còn rất là đẹp luôn. Thì mình mong muốn bán với giá là 22 triệu, 22 triệu cho chiếc xe Honda Rim 2 Thái tem lửa 7 số, chính chủ. Tất cả là xe đều là xe giấy tờ ok đầy đủ hết nha các bạn. Khi các bạn các anh chị tới thì mình mời các bạn các anh chị hãy thử xe, test xe với đủ mọi thứ. Và khi các bạn các anh chị thử xe, test xe với đủ mọi thứ thì khi các bạn các anh chị thích, hài lòng, vừa ý thì mời các bạn các anh chị, mời các bạn các anh chị ra phòng công chứng. Mời các bạn các anh chị ra phòng công chứng để cùng giao ký hợp đồng công chứng mua bán sang tên. Và sau khi ký hợp đồng công chứng mua bán sang tên thì mình sẽ tặng thêm cho các bạn các anh chị một số cái cái gì các bạn các anh chị muốn. Ví dụ như muốn nón bảo hiểm hay là muốn đổ xăng đầy. Ok, cái chuyện đó là chuyện nhỏ. Mặc dù là cái xe giá trị nó không cao, nhưng mà bán cái sự hài lòng mới là quan trọng nha các bạn. Thì hy vọng các bạn các anh chị hãy bấm nút đăng ký kênh để em có cái cơ hội được phục vụ cũng như là hỗ trợ cho các bạn các anh chị được nhiều hơn nữa trong cuộc sống nha. Mà đặc biệt là các anh chị có cái thu nhập mà ít thấp thấp tiền thì em sẽ hỗ trợ cho các bạn các anh chị nhiều hơn nha, nhiều hơn. Còn các bạn các anh chị nào mà cần tất cả những cái dòng xe gì thì em sẽ cố gắng được đáp ứng đủ cái nhu cầu của các bạn các anh chị hết nha. Một lần nữa mình xin chân thành cảm ơn các bạn các anh chị rất nhiều. Và hãy bấm nút đăng ký kênh giùm mình nha. Mình rất biết ơn vì điều đó, bởi vì đây là cái kênh mới nên hy vọng các bạn các anh chị hãy bấm nút đăng ký kênh giùm em. Em một lần nữa xin chân thành cảm ơn các bạn các anh chị rất nhiều. Đường phố Sài Gòn các bạn thấy không? Chiều mưa, gần mưa. Mình cũng cố gắng mà mình phải cố gắng, có làm thì mới có ăn, không làm lấy gì ăn. Có làm thì mới có ăn, cố gắng làm thì được nha các bạn. Em không biết nói gì hơn thì chỉ cầu chúc cho tất cả các bạn các chị chúng ta luôn luôn có cuộc sống nó ấm no đầy đủ và cùng nhau